bộ phim do Viettel Media sản xuất. Lỗi là do cháu ạ. Cháu không bảo vệ được cụ ạ. Anh cứ đuổi, em cũng không có ý định ngăn cản đâu. Anh ở đâu cũng được, quan trọng là ở với ai. Không biết ông ta là ai đúng không? Người ta đã gây đau khổ cho mình một lần rồi, vậy mà giờ con cứ sán lại, khác nào chìa nốt má kia ra cho người ta tắt. Đích thị là có khuất tất. Nó đã từng bị ông chủ tát cho một lần rồi mà vẫn chưa chừa. Thế nên nó mới giả là bạn của Hà Vi để quyết quyến rũ ông chủ bằng được đấy. Mặt nạ hạnh phúc do Viettel Media sản xuất, phát sóng 20 giờ tối thứ ba, thứ tư, thứ năm trên kênh YouTube Phim 360. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.